Anh yêu ơi. Sao đây? Nhóm nhạc idol của em này sắp về Hà Nội rồi. À. Cho em tiền đi đu idol đi. Nhóm nhạc idol của em à? Bao giờ về đây đấy? Ờ, em nghĩ là tuần sau. Sau. Thế giá vé là bao nhiêu? Em nghe bảo là từ 1 triệu đến 9 triệu. 1 triệu đến 9 triệu? Có hơn 1 triệu một vé có ca nhạc, không phải nói nhiều. Anh chuyển khoản cho em luôn. Không, không, không. Không phải như thế. Thế không như thế thì như nào? Anh không chuyển khoản tiền cho em thì làm sao mà em có tiền đi đu với idol được? Nhưng mà 1 triệu thì... Vé 1 triệu thì ngồi tận cuối, cách tận 7.000 mét ý. Thế... Đến màn hình LED nhìn còn chẳng rõ, làm sao mà em đu idol được tận mắt được? Thế bây giờ như nào? Anh biết thừa là em bị cận mà, có nhìn được xa đâu. Mua cho em cái vé 9 triệu đi, vé VIP. Thế thì em mới đu idol được tận chân tơ kẽ tóc được chứ. 9 triệu một cái vé đi coi ca nhạc? Ừ, thì người ta là nhóm nhạc toàn cầu mà. Phải như thế mới xứng tầm chứ. Thôi được rồi, 9 triệu như thế rồi sẽ có nhá. Chiều nhất cô đấy. Vợ ơi. Dạ. Em đang làm gì đấy? Em bảo em đang săn vé Black White đấy. Nhóm nhạc mà chuẩn bị về Việt Nam đấy anh ạ. Lại cái nhóm Black White đấy à? Lại là sao ạ? Không, anh đi đường với ở trên công ty anh thấy chúng nó nhắc suốt. Mà này, dạ. Giá săn vé là bao tiền đấy? Em tính là săn tầm 89 triệu. 89 triệu? Tôi thấy là cũng có vé 1,5 triệu mà. Sao không mua đi, cứ mua vé 89 triệu làm cái gì? Cái vé 1,5 triệu đấy thì Thảo nhà cho rồi ấy. Xa tít tắp, chả nhìn gì cả. Này, tôi không biết là nó xa bao nhiêu, nhưng mà cô mày đi xem buổi ca nhạc cái vé là nhà mày không có cháo một húp đâu. Uống gì là ăn cơm. Lương một tháng đi làm thì có được 8-9 triệu thôi. Bây giờ cô bỏ lương cả một tháng ra cô đi mua vé ca nhạc, cô không cảm thấy tiếc à? Ơ thì 8-9 triệu có bao nhiêu đâu ạ. Mà mấy năm mới có một lần. Em nghĩ là em bỏ ra từng đấy tiền là xứng đáng anh ạ. Để được gặp thần tượng của mình. Cô nói chuyện nghe ngang bỏ xử ra. Này, bây giờ cô bỏ hẳn 9 triệu ra mua vé ca nhạc. Thay vào đó sao cô không ở nhà cầm điện thoại đi. Nhà mình có wifi mà đúng không? Mà cái số tiền 8-9 triệu đấy cô có thể tiết kiệm làm cái việc gì đó. Hay là mua tôm hùm đi. Hay là mua cô hoàng đế cũng được. Về cả nhà mình ăn vừa không khí vui vẻ mà mọi người vừa no. Nhưng mà tiền thì có thể kiếm lại. Còn idol của em có phải lúc nào cũng sẵn ở đấy để cho em ngắm đâu. Mà xem ở trên TV cả điện thoại chả chân thực gì cả. Em nhớ là em phải gặp tận mắt thì em mới cảm nhận được cái không khí khi mà mình được gặp thần tượng của mình. Nói cô ngang như cu ấy. Nhà mình có phải là không có wifi đâu mà cứ đòi đi xem vé ca nhạc. Anh nói chuyện bắt đầu khó nghe rồi đấy. Em có cấm anh cái gì đâu. Anh đi nhậu nhá, em cũng để cho anh đi thoải mái. Mà anh đi thâu đêm suốt sáng, em cũng không giục anh về sớm. Mà bây giờ em thể hiện sở thích có một chút thôi, anh đã thấy khó chịu rồi. Này, tôi nói cho cô biết nhá, hai việc đấy là hai việc hoàn toàn khác nhau nhá. Tôi đi làm, tôi đi nhậu là để tôi lấy mối quan hệ. Mà tôi lấy mối quan hệ là tôi kiếm tiền, tôi lo cho cái gia đình này, hiểu không? Cô có sở thích cũng được, nhưng mà sở thích thì nó cũng phải phù hợp với bản thân của mình chứ, đúng không? Thế nhưng mà em thấy mấy cái mối quan hệ của anh ấy có giúp ích được gì cho gia đình đâu. Một tháng anh đưa cho em được bao nhiêu? Mà cái tiền em săn vé này là không hề em lấy của anh luôn. Anh yên tâm đi, là tiền của em. Ôi, vậy săn mới được tập trung săn. Ôi, còn 15 phút. Này Vi. Dạ. Mẹ thấy thằng Phúc nó nói đúng đấy. Con bây giờ là con gái đã có gia đình rồi, nên bỏ hết những cái thú vui mà vô bổ đi đi. Nhưng mà con lấy chồng chứ có phải là con đi tù đâu mà con bỏ ạ. Với cả là con cũng tranh thủ để con làm mấy việc mà con muốn thôi, chứ sau này mà có con vào rồi lại vướng bận ạ. Mẹ biết con vẫn đang còn trẻ, con vẫn thích bay nhảy, mẹ không cấm. Thế nhưng mà cái gì ấy mà nó tốn kém, nó không hợp lý ấy, thì mình cũng phải cân nhắc con ạ. Nhưng mà nhóm nhạc này là con thích từ lúc mà con chưa lấy chồng rồi. Con chỉ mong mẹ là cho con đi nốt lần này thôi ạ. Mẹ bảo này, bao giờ ấy, kinh tế gia đình nó ổn định hơn thì 9 triệu lúc đấy không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ kiếm được ra đồng tiền nó rất là khó. Con phải cân nhắc, sau này nhỡ còn gì bất chắc xảy ra thì sao. Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Phải săn thôi. Thôi, mở lại đi nào. Mở lại đi. Yeah, 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 yeah. Ôi giời,
chuyện gì đấy, cháy nhà? Không ạ, có cháy nhà gì đâu ạ. Con săn được 4 vé rồi đấy mẹ ạ. Yeah, mẹ thấy con dâu của mẹ đỉnh không? Cái gì? Con bỏ ra mấy chục triệu mua 4 vé? Mẹ không đi đâu, con trả lại đi. Ơ, mẹ, có 39 triệu thôi mà. Cái gì? Ôi dồi ôi, sao nó con lại phí phạm thế hả? 39 triệu, thế bao giờ con mới làm lại được hả? Rồi ạ, làm sao mà con dám bỏ ra 39 triệu để con đi xem ca nhạc ạ? Con có đam mê Hàn Quốc hàng xẻ gì đâu. Thế con định làm gì? Con đang kinh doanh mẹ ạ. Tức là nhá, bây giờ con săn vé xong rồi con bán lại cho người ta. Những người mà người ta không săn được vé thì người ta có nhu cầu con sẽ bán lại. Thế á? Thế mình làm được như thế thật à? Vâng ạ, làm được luôn mà. Mà có khi còn làm giàu luôn đấy mẹ ạ. Bây giờ nhá, ví dụ như là một vé là 9 triệu đúng không? Thì con săn được rồi, con sẽ bán lại với giá là 12, 13 triệu. Mà những cái khách VIP hơn thì con bán hẳn hơn thế nữa. Thì có khi mình lãi được tầm 30-40% đấy mẹ ạ. Ôi dồi ôi, thế mà làm mẹ cứ hết cả hồn ra. Dạ, thì mẹ cũng biết tính con mà. Nhà mình còn bao nhiêu thứ phải lo, làm sao mà con dám tiêu xài phung phí như thế ạ? Nhưng tại sao con làm thế? Con không nói cho thằng Phúc nó biết. Vì là con muốn là tiền cầm chắc trong tay rồi mình mới nói. Ôi, này, con bị điên à? Con lấy áo của tôi rồi này. Em xin lỗi, em không may trượt chân ạ. Anh có sao không ạ? Rồi, ướt hết áo rồi sao chẳng cái gì nữa. Có gì đâu mà anh phải to tiếng với em thế. Thì vào thay áo khác là được ạ. Mà hôm nay không đi làm à? Không, tôi đi ra ngoài có tí việc. Hỏi gì mà hỏi lắm thế. Đây này, ướt cả điện thoại rồi này. Bực hết cả mình. Alo ạ. Dạ vâng ạ, em xin vé cho chị bây giờ đây ạ. Vâng vâng. Đây ạ. Vé cần sân khấu đúng không? Vâng ạ. Cảm ơn em nhá. Trời ơi, may là có em chị mới được nhìn tận mắt idol của chị đấy. Mà người yêu mua vé cho chị à chị? Nhất chị luôn đấy, thích nhở? Ừ, anh ấy mua cho chị đấy. À nhưng mà đâu rồi nhở? Chờ lát nữa anh ra anh trả tiền cho em nhá. Vâng ạ. Người yêu chị đúng là tâm lý thật sự. Bây giờ nhá, nếu mà em được chọn lại chắc em chẳng muốn chồng sớm đâu chị ạ. Chị cũng cảm thấy mình may mắn. Đâu ơi, anh ấy chiều chị lắm ấy. Chị muốn cái gì là anh ấy chiều chị luôn. Ơ nhưng mà em săn vé này có khó không? Chứ chị thấy chúng nó kêu gào ầm ĩ là không săn được vé đấy. Ui, đông người săn lắm chị ạ. Mọi người vào web nhá toàn bị sập thôi. Thế à. Nhưng mà em chẳng hiểu sao vào may mắn lắm và phát được luôn. Thế nên là em kiếm trước tiền để cứ rảnh rỗi chị ạ. Em ơi. Được chưa em? Hết bao nhiêu tiền anh chuyển khoản? Đây anh. Anh Phúc. Anh làm cái gì ở đây đấy? Anh hai người quen nhau à? Anh bé nó săn vé cho em đấy, có gì chuyển thêm tiền cho nó nhá. Không những quen mà là còn quen rất rõ nữa cơ. Vợ ơi, em bình tĩnh đã. Đây chỉ là bạn thân của anh thôi. Bạn thân á? Thân trên hay là thân dưới hả? Này, nó là sự đàng hoàng nhá. Người yêu người đương người ta đàng hoàng. Nói cái gì anh? Anh ơi, nó đánh em kìa, biết ăn à? Này, cô anh... làm cái gì đấy hả? Câm mồm. Không đến lượt anh nói. Còn cô nhá, tôi chưa lột sạch bầu của cô là còn may đấy. Rảnh rồi đến mức đi cướp chồng của người khác à? Hả? Tại sao tôi phải ăn nói đàng hoàng với loại người như cô? Đúng là không cùng đẳng cấp. Tôi nói cho cô biết đây này. Người đàn ông mà đứng bên cạnh của cô ấy là chồng của tôi. Chồng á? Chồng là sao? Sao chẳng cái gì nữa? Đúng là cái loại lẳng lơ đi xin tiền bình dân ấy, người ta gọi là phò. Còn cao sang hơn, người ta gọi là đào, biết không hả em? Mày... Thế nhưng mà tao nhìn bản mặt như mày chỉ là cái loại thâm đầu gối vì hai chữ tinh tinh thôi. Anh ta lừa cô hay là cô giả vờ ngu ngơ hả? Rõ ràng anh ấy nói với tôi là anh ấy là giám đốc của một chuỗi nhà hàng mà biết là còn chưa có vợ nữa thì tôi mới như thế chứ. Anh nói cái gì đi? Đúng là cô mình mới ta mà nghiệt ngã thật đây. Đi xếp vé lại cả mấy cái thằng chồng đi mua vé cho bồ, đúng là hãm. Này, ai là bồ? Tôi không hề cặp bồ với chồng tôi nhá. Không phải là chồng cô á? Thế mày đang đứng cạnh ai đấy hả? Mày đang dùng tiền của ai đấy? Cái đồ trên người mày mặc ấy cũng là tiền của chồng tao đấy. Cái áo lót bên trong mày mặc ấy, ok, cũng là tiền của chồng tao nốt đấy. Ở với vợ thì chê bai này kia, ra cái vẻ là yêu thương gia đình, lo lắng cho con cái. Thế nhưng mà ra ngoài cặp bồ thì tiêu tiền không biết nghĩ, ra cái vẻ là đại gia giàu có, mua hết cái này cái kia cho bồ. Đúng là cái loại đàn ông thì rách. Anh, cô ta là vợ của anh thật đấy à? Thế giờ mà con hỏi à? Hay là mày muốn tao đưa mày về nhà tao, tao lôi sổ khẩu ra chứng minh cho cái loại gái như mày hả? Cô im đi. Im đi, tôi không im đây. Ngoài cái câu mà cô đang làm gì đấy, cô im đi. Anh có nói được câu gì mà tử tế giống con người không hả? Anh có tin ấy là tôi xé xác cái con bồ của anh ngay tại đây không hả? Tôi có quyền được làm như thế luôn đấy.
Tao điên à? Tao đang điên đây. Con cứ để kệ mẹ. Mày đứng im đấy trước khi tao điên lên. Tôi nói cho cô biết này, tôi là mẹ của thằng Phúc, là mẹ chồng của cái Vi. Trận đánh hôm nay ấy, là tôi thay mặt bố mẹ cô dạy dỗ cô nên người, để tôi có đủ tư cách là một người phụ nữ. Chồng ấy thì cũng sáng sủa thông minh đấy, có đến nỗi ngu đần đâu, mà chân tay cũng lành lặn, cũng xinh xắn đấy chứ. Tại sao không đi ra ngoài mà làm ăn chân chính, mà lại đi cặp bồ với cái thằng có vợ rồi hả? Mà cặp bồ với đứa nào không cặp, lại cặp với cái thằng nghèo kiết xác. Tại sao không kiếm đại gia mà cặp hả? Cặp bồ ấy thì cũng phải dùng cái não mà suy nghĩ. Tại sao lại dùng cái đầu tôm để cho nó nhục mặt thế hả? Bà cái gì? Tôi nói cho bà biết này, lần này ấy là tôi đang còn nhẹ đấy, lần sau không biết trong cái chai kia là chai gì đâu nhá. Vi, con có tiền lẻ không? Đưa cho mẹ một ít. Dạ có ạ. Số tiền này coi như tôi trả công cho cô thời gian qua đã chăm sóc cho chồng cái Vi. Còn một lần nữa ấy, thì cô không xong với tôi đâu. Còn con, đi về thôi. Còn này nữa, đi về. Anh cô